chơi thỏ nhảy để hướng dẫn các em trong tiết học hôm nay. Mục tiêu của bài học: về kiến thức, tiết học này các em sẽ được chơi trò chơi thỏ nhảy và ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Về kỹ năng, qua bài học hôm nay các em biết cách chơi và tham gia chơi được vào trò chơi. Các em thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân ở mức độ tương đối đúng và nâng cao được số lần nhảy. Về thái độ, cô mong rằng các em sẽ tự giác luyện tập để nâng cao sức khỏe. Nội dung bài học: phần 1, khởi động. Phần 2, chơi trò chơi thỏ nhảy. Phần 3, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Các em lưu ý, để đảm bảo thật tốt cho tiết học thể dục, cô yêu cầu các em chuẩn bị dây nhảy cá nhân, trang phục thể thao dễ vận động, gọn gàng, đi giày tập đầy đủ. Vị trí luyện tập: sân của gia đình, chọn vị trí thoáng mát hoặc phòng tập trong nhà nếu có. Cô trò chúng ta cùng bước vào phần 1, khởi động. Mời các em thực hiện khởi động các động tác theo video dưới đây. Tay kết hợp cổ chân: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, khớp vai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, xoay khớp hông: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, xoay khớp gối: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, ngược lại: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, chạy bước nhỏ: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, chuyển nâng cao gối: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cô trò chúng ta cùng bước sang phần 2, trò chơi thỏ nhảy. Mục đích của trò chơi là rèn luyện sức mạnh, sức bền, sức dẻo. Chuẩn bị: kẻ hai vạch xuất phát và đích cách nhau khoảng 4 đến 5 mét. Cách chơi: đứng trước vạch xuất phát, nhảy chụm hai chân về phía trước, tiếp xúc đất bằng nửa bàn chân trước và hơi khuỵu gối. Bật nhảy kiểu con thỏ về đích, sau đó lại bật lại như vậy về vạch xuất phát. Các em cứ nhảy liên tiếp như vậy khoảng từ 4 đến 5 lần. Lưu ý, khi các em nhảy phải thẳng hướng, động tác phải nhanh nhẹn, mạnh, khéo léo, chân khi chạm đất nhẹ nhàng, trùng gối để tránh chấn thương. Xin mời các em cùng quan sát video trò chơi thỏ nhảy. Các em thực hiện bật nhảy chụm hai chân qua vạch đích. Sau đó thực hiện như vậy về vạch xuất phát. Các em chơi khoảng từ 4 đến 5 lần, sau đó thì dừng lại. Như vậy là cô trò chúng ta vừa chơi xong trò chơi thỏ nhảy. Tiếp theo bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng bước vào phần 3, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
Trước khi vào nội dung ôn, chúng ta cùng nhắc lại 3 bước thực hiện nhảy dây. 1. So dây. 2. Trao dây. 3. Bật nhảy chụm hai chân. Mời các em cùng quan sát video nhảy dây kiểu chụm hai chân không có bước đệm và có bước đệm. Các em hãy thực hiện các động tác so dây, trao dây và quay dây bật nhảy. Tiếp theo, cô mời các em hãy cùng quan sát video nhảy dây kiểu chụm hai chân nâng cao theo hình zigzag dành cho các em đã thực hiện tốt ở nội dung nhảy dây. Các em hãy cùng quan sát video để thực hiện cho thật tốt nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng bước sang phần thực hành. Các em ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Thời gian tập luyện cho một lượt là khoảng từ 6 đến 7 phút, hoặc có thể lâu hơn tùy vào sức khỏe của các em. Thời gian nghỉ giữa mỗi lượt tập là khoảng từ 3 đến 4 phút. Kết thúc phần nội dung nhảy dây, các em thực hiện các động tác thả lỏng, cúi người thả lỏng hai tay, hít thở sâu, đứng hai tay chống hông, thả lỏng từng chân. Mời các em cùng quan sát video và thực hiện các động tác thả lỏng. Cúi người thả lỏng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, chuyển, hai tay chống hông, rũ từng chân. Các em sẽ thực hiện tích cực các động tác thả lỏng nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh ở nhà, các em hãy chăm chỉ luyện tập thể dục, không nên tập trung nơi đông người. Chúng ta hãy cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thật tốt nhé. Chào các em, hẹn gặp lại.